Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Hà Thành Audio. Tiếp tục chương trình thì bên em lại có những cái sản phẩm rất là hay đến từ thương hiệu JBL và hai cặp loa đến từ Nhật và ba chiếc âm ly. Trong đó hai chiếc đến từ hãng Đài Đông, một chiếc gần như cuối số của dòng hồi gỗ chỉ vàng đến từ thương hiệu Sansui. Ok quý vị, để em đi luôn một chương trình thì em sẽ review trước về ba cặp loa để giới thiệu quý vị trong ngày hôm nay. Là toàn những cặp loa gần như hết số của bốn hãng, cũng như là nghe nhạc và hát karaoke rất là tốt quý vị nhé. Đầu tiên thì em xin đi vào một cái cặp loa có thương hiệu là Victor. Đấy, thương hiệu Victor, model là SX511. Đấy, cặp này cũng là cặp gần như là cuối số của dòng Victor quý vị nhé. Làm cực kỳ gấu, tất cả hệ khung gông của nó là nhôm đúc quý vị nhé. Nhôm đúc mà sơn nó mạ gôn như này nhé, màu gôn này nhé. Loa sử dụng chiếc bát là 33,5 cm. Đây, bát 33,5 cm. Màng carbon, nón carbon, gân là gân vải zin quý vị nhé. Gân vải zin. Đấy, hai chiếc thì nó là quá ngắn rồi. Sở hữu một con chung carbon là 15 cm và một chiếc thép đo. Đấy, loa được thiết kế với cái màu vàng nhạt quý vị nhé, gỗ vàng nhạt nhé. Tuyến thì đang cân đê đét này, căng đét luôn, màu vàng nhạt cực kỳ đẹp luôn. Đây là cặp căng, thì căng thì có cái màu cũng là màu vàng nâu nhé, nâu vàng nhé. Này, tem Victor đặt ở phía dưới này. Đây, hai chiếc ngay ngắn quý vị nhé, họ là sạch tinh rồi. Đây, khung gỗ chấu nhựa. Đây, cái phần hồi trên của nó, góc cạnh căng đét này nhé. Cặp loa Victor có model là SX511, công suất đầu vào là 150W, trở kháng là 6 ohm, made in Japan quý vị nhé. Cặp này số series đuôi là 62, bên này là 32 quý vị nhé. Đấy, made in Japan. Đấy, hậu thùng đang căng đét, sơn si căng đét quý vị nhé. 150W một chiếc, có nghĩa là một cặp này nó tương đương với 300W quý vị nhé. Vị nghe nhạc hát karaoke thì nó là quá hay rồi. Cặp này lực rất là tốt quý vị nhé, bát 33,5. Cặp loa sử dụng chiều cao là 67, chiều rộng 39 và chiều sâu là 33 cm. Ok quý vị, với cặp loa đầu tiên đến từ thương hiệu Victor có model là SX511, đẹp zin và ngay ngắn như này, shop Hà Thành xin báo giá luôn quý vị là 11.600.000 đồng quý vị nhé. 11.600.000 đồng. Cặp loa bát 33,5, nó cấu hình nó rất là khủng quý vị nhé. Củ bát, củ chung, củ tét nó làm rất là gấu, phân tần rất là to. Đấy, cùng tầm giá với cặp này 10.600.000 này thì quý vị cũng chưa mua được cặp loa bốt 301 series 3 vỏ vàng quý vị nhé. Trong đấy là quý vị có thể chơi cặp này là về hình thức cũng đẹp này, chất âm hay và hát karaoke thì tiếng rất là rộng nhé. Quý vị chơi cặp này không cần dùng súp luôn, quánh lực rất căng luôn. Ok quý vị, và cặp loa thứ hai. Cặp loa thứ hai này thì đến từ thương hiệu Denon. Cặp này thì bên em bán khá nhiều rồi. Cái căng này nó bằng nhựa nha quý vị, về giặt đi là sạch nha. Còn em bãi về thì mới chổi đánh qua thôi. Đây, nó có cái tem Denon phía dưới này. Cặp Denon này được thiết kế vỏ gỗ oxy nhé, màu đen như này nhé. Đấy, sạch sẽ này, góc cạnh căng đét này quý vị nhé. Được thiết kế với chiếc bát là 32 cm, màng carbon, nón carbon, gân là gân mút. Đấy, gân mút này thì đã ải, bên em đã thay gân mút loại tốt nhất quý vị nhé. Tất cả hệ khung gông cũng là nhôm đúc này. Đấy, và một con chung carbon là khoảng 16 cm. 16 cm, và một chiếc thép titan quý vị nhé. Đấy, em quay rõ cấu hình của quý vị. Đấy, bát là 32 cm, chung là 12 tính theo lòng nhé. Đấy, tép là new alpha boros quý vị nhé, vật liệu này cực kỳ gấu. Tép này nó còn tốt hơn những cái tép dạng tép titan. Đấy, tép titan nhé, hình thức thì nó quá cân và đẹp rồi, gọi là căng đét quý vị nhé. Những cặp loa mà có giá trị trên 10 triệu thì hiển nhiên là nó phải có quyền được đẹp quý vị ạ. Rất đẹp luôn, tuyến loa tép trong này,
sơn gôn hết nhé, gôn hết nhé. Đẹp căng quý vị nhé, cái căng cũng đang còn sạch tinh như này nhé. Cặp loa Đền Ông có cái model là SCR88 hay còn được gọi là R88 của hãng Đền Ông. Sở hữu chiều cao là 88, chiều rộng 38 và chiều sâu là 34 cm. Đây là phía hậu sau, cái hậu sau này bụi thì bọn em mới lau nhá, cái này là lau kỹ là nó sạch tinh quý vị nhá. Cùng hậu căng đét này nhá. Phần sau này nó chỉ có chạm loa với số series quý vị nhá. Series bên này là 236. Chiếc bên này là 687, 678. Đấy, một lỗ thông hơi ở phía sau này quý vị nhá. Với cặp này thì quý vị có thể nghe nhạc vàng rất là hay. Hát karaoke thì lực bass rất tốt nhá. Theo đánh giá thì cái cặp này cái lực bass của nó là tốt nhất trong cái dòng carbon của Nhật Bản quý vị nhé. Em đã từng test trên chiếc âm ly Sansui 907 Decat và cũng thử đường bass lên gần như là kịch luôn. Nhưng mà nó đánh với cặp này thì nó đánh rất là căng mà nó không xi nhê gì phần bass của các bác nhé. Nếu bác chơi cặp này thì yên tâm là sẽ đỡ được tiền mua súp rồi. Nghe nhạc thì là quá tuyệt tái mà hát karaoke thì rất là ấn tượng. Ok quý vị, với cặp loa thứ hai đến từ thương hiệu Đền Ông có model là R88. Sở hữu 3 loa, bass 32, chung là 16 cm và tép dom Alpha Boros cao cấp nhất của bốn hãng. Thì số bảo hành xin báo giá với quý vị là 13.200.000 đồng quý vị nhé. 13.200.000 đồng. Đấy, nó chỉ tương đương với nhỉnh như cái đôi bốt 301 series 3. Nhưng mà chất âm của nó cũng như là cái lực của nó rất là tốt quý vị nhé. Quánh thì 301 hai cặp chưa chắc là lực nó đã bằng một cặp này quý vị nhé. Quý vị chơi một trong hai luôn, vừa nghe nhạc hay và vừa hát hay. Hãng Đền Ông thì nó làm rất ít loa nhưng mà thường những cái mã của Đền Ông là tiếng rất là tốt quý vị nhé. Ok quý vị, và cặp loa cuối cùng trong cái series loa trong ngày hôm nay em giới thiệu là một cặp loa đến từ thương hiệu JBL hay còn gọi là JBL. Cặp này thì nó bố trí cái tem gôn đồng ở đây quý vị nhé. Loa sở hữu là 4 đường tiếng quý vị nhé, 4 loa nhé. Đấy, 4 loa luôn. Sở hữu chiếc bát ở dưới cùng là 22 cm, màng giấy. Nón này là nón nhựa nhé. Và gân là gân mút. Đấy, gân mút này nó cũng đã mục, bên nào thay rồi. Tất cả hệ khung gông làm rất chắc chắn, bằng kim loại hết nhé, hợp kim hết nhé. Một con trung 18 cm và một con trung cao. Đây dưới này là trung trầm quý vị nhé, đánh như bát luôn. Nghĩa là nếu mà nói là nó có thể là hai bát quý vị nhé. Và con trung trầm này 15 cm. Trung trầm này màng dạng màng carbon nhé. Đấy, màng carbon, nón carbon. Và một cái tép sao của nó là tép hay nhất của bốn hãng, tép titan. Tép titan này là tép sao là cực kỳ nổi tiếng của JBL. Chất âm nó rất hay, dùng trên tất cả các mẫu loa cao cấp của JBL nhé. Tuyến loa thì nó là căng đét quý vị nhé. Cặp này thì được bổn hãng thiết kế với cái vỏ sồi Mỹ quý vị nhé. Sồi Mỹ đặc trưng. Đấy, vân gỗ, vân vàng ươm này. Vàng vân thì vân hơi sóng đen này nhé. À, vân sóng rất là đẹp luôn. Đấy, quý vị thấy. Bao năm cặp thùng nó đang vàng ươm này nhé. Sạch tinh luôn. Gọi là đẹp không tì vết rồi. Đây, bên này thân gỗ nó làm quý vị xem. Lạng của nó làm bao năm nó đang căng đét này nhé. Đấy là phía hậu sau, hậu sau đang còn đen suy, gọi là căng nét này, nét nẹp này. Đấy. Cặp JBL này thì nó có cái model là L5 quý vị nhé. Made in USA này, Nottinger California JBL này. Đấy, chạm loa đặc trưng của JBL, một lỗ thông hơi rất là to, thông hơi gọi là lỗ đại luôn. Đấy, hai tem mà đang ngay ngắn như này, thùng hậu thì nó quá căng rồi. Đây là cặp căng bên em tháo ra thì hàng mới về bọn em cũng chưa giặt được. Đấy, chưa giặt được nhưng mà căng nó là căng zin hết quý vị nhé. Khung chấu thì bằng nhựa này, chân cẳng đầy đủ này. Đấy, sạch tinh như này. Đấy. Hai cái tem JBL cũng màu vàng gôn này quý vị nhé. Đấy. Ok quý vị, với cặp loa đến từ hãng JBL, JBL có model là L5.
nó đang còn đẹp và ngay ngắn này. Shop Hà Thành xin báo giá với quý vị là 15.900.000 đồng quý vị nhé. Giá nó rất hợp lý rồi. Em khẳng định quý vị luôn, những cặp loa mà đẹp như nhà em này thì shop ở giá thị trường không dưới 17 triệu quý vị nhé. Đấy, với phương châm về bên em lúc nào cũng là mua rẻ và bán rẻ cho quý vị. Với cặp này thì quý vị có thể ghép với âm ly 607XDCAT hoặc là đề nông 1500R mắc đôi trở lên. Quý vị khai thác chất âm để nghe nhạc, nhạc vàng, nhạc tây, nói chung là đa thể loại nhạc. Cái trầm con này nó rất là lực quý vị nhé. Và quý vị có thể là ghép vang mic vào, quý vị trở thành một bộ hát rất là tốt nhé. Nó cũng là một cái cặp loa 2 trong 1. Trong ngày hôm nay thì bọn em cũng không có giới thiệu được nhiều, chỉ 3 cặp loa thôi, nhưng mà toàn những cặp loa nghe nhạc hay và hát karaoke thì rất ấn tượng, rất hay. Ok quý vị, cặp loa JBL có model là L5 thì số Hà Thành vừa báo giá quý vị đấy là 15.800.000 đồng quý vị nhé. Giá rất hợp lý luôn, 15.800.000 đồng. Và để khép lại chương trình thì bên em giới thiệu để đồng bộ với 3 chiếc loa, thì 3 cặp loa thì có 3 chiếc âm ly. Chiếc đầu tiên này thì là chiếc âm ly Sansui có cái mã hiệu là AUD907XDCAT. Đấy, hàng này bên em đấu giá mạng nó căng đét rồi quý vị nhé, gọi là đẹp không tì vết rồi. Đấy, kể cả chân dưới luôn quý vị nhé, chân dưới sạch cóng luôn này. Hàng thì nó là hàng tuyển rồi. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu với cái chiếc âm ly này thì có thể là inbox Zalo cho em, thì em sẽ chụp ảnh nội thất cũng như là có video test gửi cho các bác kỹ nhá. Vì cái thời lượng bọn em phát sóng thì có hạn, mình mở ra mà quay lên thì nó rất mất nhiều thời gian của quý các bác. Chiếc ly thì cũng đầy đủ cái chức năng ăn chơi quý vị nhá. Đấy, không thiếu gì luôn, đánh 2 cầu luôn, rất là khỏe. Con này hồi gỗ chỉ vàng, cái cạnh gỗ nó vẫn là căng đét này quý vị. Đó, đẹp tinh rồi. Âm ly Sansui 907XDCAT 370W quý vị nhé, 100V điện 50/60Hz, series của nó là 2067. Đấy, cái chạm loa quý vị thấy bao năm vẫn đang sạch tinh này nhỉ, vẫn đang trong vắt này luôn. Dây điện rất là to, to vĩ đại luôn, 370W đó quý vị xem. 4 cặp tụ nó to đùng, xuyến của nó, chiếc này nó nặng đâu đó khoảng cũng gần 30 cân quý vị nhé, gọi là nặng, gọi là không thể nặng hơn được. Ok quý vị, em xin báo giá luôn với chiếc âm ly AUD 907XDCAT thì số Hà Thành xin báo giá với quý vị là 13.500.000 đồng quý vị nhé. Đấy, em đảm bảo luôn với quý vị là giá bên em luôn tốt, giá thị trường 1 đến hơn 1 triệu với chiếc âm ly nhé. Ở thị trường thì không có đơn vị nào bán dưới 14 triệu quý vị nhé, ít nhất là 14.500.000. Bên em bán là 13.500.000 đồng. Và chiếc âm ly thứ hai trong ngày hôm nay là chiếc âm ly đền nông có cái model là PMA 8900DG 890DG 890DG quý vị nhé. Con này là digital này, orbital class A này. Đấy, 20 bit super clear convert này. Nói là dòng này nó có cả đường quang quý vị nhé, cái nào quý vị cắm quang sau thì chuyển ra digital này thì nó sẽ báo cái bit ở đây, bit 32 bit, 44 bit này, 48 bit này. Âm ly thì cũng có những cái chế độ đánh AB, đánh A cộng B. Đấy, nút nguồn này, bass tap này. Đấy, sound direct này, loudlet này, supertick này, không đủ, không thiếu gì quý vị nhá. Đây nó có thêm cái phần ghi nhá, phần jack nhá. Dè out đấy. Đấy. Lắp lưng cũng như là hồi gỗ đang căng đét này quý vị nhá. À, nó sạch tinh rồi. Đây là phía hậu sau. Hậu sau của nó thì rất là nhiều các cái chức năng đồ vào quý vị nhá. Đây, các cái cọc loa này. Đây, vì thế này. Chiếc này thì sở hữu công suất 216W quý vị nhá. Điện là 120/220, có nghĩa là con này đa cầu quý vị nhá. Quý vị về chơi mà không có ổ đáp thì quý vị có thể bật sang 220 nhá, rất tiện dụng. Rất tiện dụng luôn, không cần dùng biến áp luôn. Đây là cái phần orbital 12 này. Là đầu vào của quang nhá. Quý vị đấu từ tivi xuống là quý vị chỉ chơi thôi, không cần phải dây dợ loằng ngoằng hay đầu CD gì cả. Ok quý vị, với cái chiếc âm ly 890DG
sạch đẹp và ngay ngắn như này, hoạt động hoàn hảo, thì shop Hà Thành xin báo giá với quý vị là 13.500.000 đồng quý vị nhé, bằng giá con 907 TK đấy, giá cực kỳ tốt luôn, nay bọn em sale hẳn 1 triệu luôn. Giá thị trường thì những chiếc như này thì quý vị chắc chắn là mua sẽ trên 15 triệu quý vị nhé, đấy là điều khẳng định của em. Và chiếc âm ly cuối cùng em đang chơi đây là chiếc âm ly đề nông 2000 trơn. Chiếc đề nông 2000 trơn này thì nó cũng khá nặng, em chưa rút ra được. Hôm nay cũng quay luôn, của bác nào chơi thì em sẽ chụp riêng cho quý vị nhé. PMA 2000 đấy. Chiếc này thì nó cũng có đủ tất cả các cổng bắn chơi quý vị nhé, rất là dày luôn, mặt dày 20 phân, gần 20 phân như này đấy, đang sạch sẽ này. PMA 2000, các bác nào mua thì em sẽ chụp ảnh nội thất em gửi riêng và có clip riêng nhé, để test loa cho quý vị nhé. Chiếc đang còn đẹp và ngay ngắn thì em xin báo giá luôn quý vị là đề nông 2000 trơn với mức giá là 10 triệu tròn quý vị nhé, 10 triệu tròn, mức giá rất hợp lý luôn. Ok quý vị, như vậy là shop Hà Thành cũng vừa giới thiệu với quý vị 3 chiếc âm ly và 3 đôi loa đến từ Nhật và Mỹ. Quý vị cảm mến tới cái sản phẩm nào thì xin liên hệ cho Hà Thành phục vụ với số điện thoại hotline 0388596666, địa chỉ cửa hàng số 3 trung yên 3 Cầu Giấy Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tới.